hữu tình. Quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình, đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, cau đầy buồng. Đấy nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son này áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong này tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm này cau đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi mùa cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Đường nào càng khó càng xa, tình càng thắm thiết mặn mà ai ơi. La 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 la
xin dâu cho cháu về làm dâu con trong nhà. Vậy nữa chúng tôi xin thay mặt cho nhà gái, chúng tôi xin nhận tất cả các lễ của mọi nhà gái đã đưa đến. Xin được phép cho cháu nó ra để chào đại diện ông bà các ông bà. Xin tất cả mọi người, chúng ta hướng về bàn thờ Thiên Chúa để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho gia đình trong những ngày hồng phúc như vậy. Xin ba ngôi Thiên Chúa. Này Chúa, ngày hôm nay là ngày trọng đại của gia đình chúng con, đặc biệt là hai con Minh Vi và Di Quang thành lập một gia đình mới. Và tiếp đến là hai gia tộc kết thân trong tình thông gia, trong tâm tình tôn vinh và tạ ơn cầu xin để Chúa thương và nhậm lời. Chúng ta lặng thinh trong giây lát để gặp Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng lên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã yêu thương con người. Tình yêu của Thiên Chúa vẫn không hề thay đổi. Hôm nay, Chúa đã thương ban cho gia tộc kết thân trong tình yêu thương và đoàn kết. Đặc biệt hơn thế nữa là hai con Minh Vi và Duy Quang đã thành một gia đình mới. Vậy để tôn vinh và cảm tạ, chúng ta hãy cùng dâng lên Thiên Chúa những lời ca tiếng hát để chúc tụng Chúa trong ngày hồng phúc này. Xin dâng lời cảm tạ hồng lành Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con. Xin dâng lời cảm tạ cho tay ông ơn Chúa đưa con về. Xin dâng
chúng ta cũng không quên dâng đôi tân phụ và hai gia tộc cho ba tấn. Lạy mẹ Maria, thánh cả Chúa Giêsu và Chúa Giêsu hài đồng. Đây là ngày hồng phúc của Chúa đã tuôn đổ xuống cho gia đình. Trong tâm tình hiến dâng và cầu xin, chúng con xin dâng Minh Vi và Duy Quang cùng hai gia tộc và những người hiện diện nơi đây cho ba đấng gìn giữ, chở che, hồn an sắc mạnh. Biết ơn những bậc tiền nhân đã khuất, chúng ta thắp lên những nén hương trầm để tỏ lòng tưởng nhớ biết ơn những bậc tiền nhân. Chúng ta hãy ca tụng cha ông chúng ta đã sống qua các thời đại, công đức của các ngài không chìm vào dĩ vãng, gia tài của các ngài là lũ cháu đàn con. Nhờ công đức của các ngài mà Minh Vi và Duy Quang được xe duyên. Vậy chúng ta hãy cùng hai gia tộc và đôi tân hôn thành kính dâng lên tổ tiên những nén hương trầm để tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã khuất và truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la, từng ngày qua suốt buổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con lớn trong muôn đời ca. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, dù mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao để đáp ơn tình, ơn biển trời khi nắng trong thiên. Hoa bé nhỏ dài khờ, con nhờ mẹ cha mới trở lên người. Bàn tay cha dòng giữa mẹ, có xin ghi nhớ trong bao giờ quên. Con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Xin đại diện ông bà chủ hôn cùng toàn thể quan viên hai họ xin an tọa. Thầm mơ ước ngày lớn sẽ qua, thương em nớt na xinh xinh, thương anh biết lo tương lai, tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta. Xin được phép mời ông ngoại, mặc dù ông ngoại rất già yếu nhưng mà ngày nay ông ngoại cũng có một có những lời khuyên rất là bổ ích cho đứa cháu trước khi về làm dâu con quý họ. Và đúng quả là những lời nói của ông ngoại, mặc dù ngày hôm nay nghe thì rất là có lý, nhưng mà hai con cố mà áp dụng những lời nói của ông ngoại để mà làm cho hoàn cuộc sống trở lên hạnh phúc nhé. Vỗ tay đi. Đến thì tôi xin được thay mặt xin mời tất cả nội ngoại, ông bà, cậu mợ, cô dì, chú bác những món quà nho nhỏ để trước khi cháu về làm dâu con trong quý họ.
bà Giáo ơi, quý vị họ trai để theo lời lời mời của vị đại diện, chúng tôi xin được tháp tùng cùng phái đoàn của nhà trai trong trọng về hoàng sư trong quý vị. Vậy thì giờ giấc thì chắc là phải nói tập đi đến thì tôi xin mời ông có thể phương tiện chủ vụ chúng ta đây. Thì kính mời chú bác, ông bà chú bác và tất cả bên họ là nhà gái, người cháu lên nhà. Chúng con xin cảm tạ hồ ân của Chúa và chúng con xin phó thác tất cả mọi sự trong tay Chúa.
hôm nay và ngày mai. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
vợ chồng từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa. Chồng từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp nàng. Từ đây xa phút long đong. Chàng về. Để trở về sân khấu tình yêu để chúc mừng cho hai người con của mình. Và cái đến là hai vị đại diện của hai gia tộc. Qua khi lá Ave Maria. Quý thân phường mẫu và vị đại diện của hai gia tộc cũng đã bước lên sân khấu. Thì đây, quý thân xin mời quý vị cùng hướng về cổng hoa và dành những tràng vỗ tay thật lớn thật dài để cho đón Tân Nhang và Tân Nhang nhớ sự diện của tất cả quý ông bà cha bác
rồi ngoài xa gần, cũng như bạn bè thân yêu và gia đình bà của tôi thế này, cũng ở đây để cùng chúc mừng cho đôi tân hôn. Và giờ đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông phụ mẫu của cô dâu, đó là ông bà Lê Đức Hùng, kế đến là vị đại diện bên họ nhà trai và tân phụ mẫu của chú rể, đó là ông bà Nguyễn Đăng Tuấn. Và chú tâm điểm của ngày hôm nay, quý vị cũng đã biết, đó chính là chú rể Duy Quang sẽ duyên cùng cô dâu Minh Vy. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cúi đầu chào toàn thể quý ông bà cha bác. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay được chào biệt tình yêu cũng như bữa tiệc ngày hôm nay, không thể không nhắc đến hai vị đại diện của hai dân tộc là những người đại diện để nói lên những tiếng nói quan trọng nhất cho buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Để lời nói đầu tiên của vị đại diện, chúng tôi trân trọng kính mời vị đại diện của bên họ nhà trai sẽ có lời chào đến vị đại diện và toàn thể quý ông bà cha bác. Kính thưa vị đại diện họ nhà gái, kính thưa ông bà cha bác, họ nhà gái cùng toàn thể quý khách, lời đầu tiên tôi xin được kính chào quý vị, lời chào trân trọng và yêu thương nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày hồng ân của gia đình bên họ, hai họ chúng tôi là có hai người con lập gia đình và có một gia đình mới. Tại hội trường hôm nay tôi thấy rất là vui, rất là đông. Đó là tình yêu thương mà quý vị đã dành cho ông bà tứ hôn chúng tôi hôm nay, cũng như gia đình bên họ nhà trai chúng tôi hôm nay. Chúng tôi rất chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Và chúng tôi cũng xin được chúc quý vị dự tiệc với gia đình chúng tôi thật là vui, thật là ngon và thật là thoải mái. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa vị đại diện, ông bà chủ hôn cùng toàn thể các vị khách quý trong hai gia tộc ngày hôm nay, và xin quý vị cho một tràng pháo tay thật là to để chào mừng đẹp nhất, người cô dâu đẹp nhất ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị, sau những ngày tháng đã cầu nguyện suy nghĩ và đã đi đến rốt cục là hôn nhân, mà ngày hôm nay đôi bà hai cháu ngày hôm nay đã đi đến mục tiêu là đã được về chung sống với nhau. Qua sự thể hiện của cha chủ sự hôm qua lúc 9 giờ, chính cha là người đã xác nhận chứng kiến cho đôi hôn nhân thành một gia đình mới, và tất cả cũng đã được quý vị đến và cầu nguyện. Sau những giờ phút thiêng liêng ấy thì đôi bạn trẻ đã trở thành một gia đình mới, và giờ đây cũng đã được gia đình họ nhà trai mời đến để cùng chung chia với niềm vui cùng gia đình. Chúng tôi xin đại diện cho ông bà bên gái xin chân thành cảm ơn vì đại diện ông bà chủ hôn cùng toàn thể họ hàng bà con bên rồi đã tiếp đón chúng tôi một cách lồng hậu. Và kế đến, chúng tôi cũng xin gửi gắm con cháu chúng tôi, mặc dù tuy lớn nhưng chưa khôn, vậy xin ông đại diện và ông bà chủ hôn và toàn thể quý vị họ nhà trai chỉ giáo thêm để cháu trở thành một nhân vật tốt trong xã hội và trong gia đình. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn cháu. Vâng, xin chân thành kính hai bên diện. Vâng, kính thưa quý vị, chú rể Duy Quang tay trong tay. Vâng, sát vô. Và kính thưa quý vị, họ đang trong đời tình yêu. Và chân hiệu tình yêu ấy là nói lên tất cả. Tình anh như nước dâng cao, tình em như giải lụa đào chảy mưa. Và rồi ngọn lửa cũng đã thắp sáng cho đôi bạn để bước vào cuộc sống mới. Và ngày hôm nay chân hiệu thứ hai để nói lên công đức sinh thành, để cảm ơn đến ông cha mẹ dạy ngày tuổi thơ. Vâng, ngày tuổi thơ cho đến hôm nay, cha mẹ yêu thương chăm sóc và dạy dỗ. Và rồi ngày hôm nay Duy Quang và Minh Vy được chứng kiến, được cha mẹ chứng kiến tình yêu, được trong lên nơi đi cha mẹ ly liệu hạnh phúc. Đó là tấm lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Con kính dâng mẹ chí tháng kiều mạng. Xin mời chú rể và cô dâu lại dâng điều cho bố mẹ của cô dâu công dưỡng dục mênh mông biển rộng đức sinh thành. Xin cha mẹ và xin mời cô dâu chú rể cùng cầm ly rượu để chúc mừng cho kết tình thông gia. Chính vì thế mà thành ngữ Việt Nam có câu
thôi thì nghĩa trước tình sau, các con ta gả cho nhau thiệt gì, rượu ngon mà càng uống càng say, vì con ta uống kết tình thông gia. Vâng, xin tất cả mọi chúng ta cùng nâng ly và đếm 1, 2, 3 nhá. 1, 2, 3 và xin mời cha mẹ tiến bước lên một bước để cùng ly, và xin mời cha mẹ cùng ly. Đúng rồi, đó là tình thông gia giữa hai gia đình, và cha mẹ sẽ ở lại để chứng kiến hai con uống rượu xa bôi. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể xuống về không tiện không so cũng bằng. Chúng ta như thể con tập cùng ăn một lá và cùng làm một nọc, chúng ta như thể con ong, con cuốn, con quýt, con trồng, con hỏa. Vâng, chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 nhá. 1, 2, 3 xin mời cô chú rể. Và rồi để đáp lại tấm tình yêu của má của người mẹ thân sinh ra mình bằng nụ hôn để nói lên tất cả. Và xin mời cô dâu. Xin quý vị một cháu cho thật lớn đi quý vị. Và rồi ngày hôm nay chính thức là con của gia đình. Kể từ ngày hôm nay con sẽ là con của ba má. Thì xin mời cô dâu lần nữa sẽ hôn lên người mẹ thân sinh ra chồng mình ngày hôm nay bằng nụ hôn. Vâng. Rồi, cảm ơn Thúy Thân Phụ Mẫu và trân trọng kính mời ông bà trở về bàn tiệc thân thiết. Vâng, cảm ơn. Và xin mời cô chú chú rể chúng ta lại tiến bước lại để cùng nhau xây dựng lâu đài tình ái. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm qua Duy Quang đang xây dựng một lâu đài tình ái, và Minh Vy là người vun đắp lâu đài tình ái bằng hạnh phúc, bằng cả trái tim. Vâng, và rồi Minh Vy cũng đã nói với Duy Quang rằng chàng về cho tiếp theo cùng đói no tiếp chịu mà lạnh lùng tiếp mang. Rồi xin mời cô dâu chúng ta, em hỏi anh ơi, bao nhiêu chúng nhà có không? Chắc phải có luôn cơ. À rồi, thì kính thưa quý vị, cái câu hỏi đấy ngày hôm nay Duy Quang sẽ trả lời với Minh Vy và tất cả mọi người. Duy Quang nói như thế này: bây giờ ta được chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, ban ngày chung việc ngoài đồng, đêm về chung bóng, chung phòng, chung hơi. Một lần nữa xin quý vị dành cho đôi tân hôn một chào tay thật lớn đi quý vị. Một chào tay thật lớn đi ạ. Vâng, và chúc thay ban nhạc Hoàng Anh chúc cho đôi bạn trăm năm tình viên mãn, ban đầu nghĩa phu thê. Chúc cho đôi bạn ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, mà đêm nào cũng là đêm tân hôn. Xin mời hai bạn trở về cùng với cha mẹ để đi chào đón quý ông bà, cho bác và quý khách. Năm này quê ta quá chịu chơi, tiếng nổn vang ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai té đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè nè anh tám tôi mời anh một chén, nè cô sáu cùng ly ta rót rèn. Riêng ly này tôi chúc trao tầng la, riêng ly này tôi chúc khai giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Xin mời cô bác ta cùng giải khát cứ uống mừng xuân sang quê mình khang trang, tưng bừng gà cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào ở quá, anh nào mà ở giá năm mới mừng ăn ra, tôi thề sống pha qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình già. Uống ly này ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là đầy. Nè anh tám nhìn hoài chi chỉ sao dạ, cùng ly với bà xuôi đi cái đà,
xuân năm này ăn đám cưới cho con, sang năm rồi ăn cưới tiếp cho vui, xuân của lòng ta là không có tuổi già. Ta vô đi, ngồi chiêu buồn quá vậy, uống đi nè, uống cho tôi nè, một hai ba giờ. Tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè nè anh Tám, tôi mời anh một chén. Nè cô Sáu, cùng ly ta rót rèn. Riêng ly này tôi chúc trao tầng la, riêng ly này tôi chúc khai giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Xin mời cô bác, ta cùng giải khát cứ uống mừng. Xuân sang quê mình khang trang, tưng bừng gả cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào ở quá, anh nào mà ở giá năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sống pha, qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình già. Ly này ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là đầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sao già, cùng ly với bà xuôi đi cái đà. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui, xuân của lòng ta là không có tuổi già. Đang nằm rồi anh cưới tiếp cái cho vui, xuân của lòng ta là không có tôi. Cho mở nguyện một cháu từ đó đến quý vị. Cảm ơn tiếng hát của mọi người, cảm ơn những trả vỗ tay của quý vị. Và để đến với chương trình sau đây, chúng ta sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị. Hôm nay là ngày vui của hai cháu. Nhưng rồi Oh,
chương trình tình phù thân chúng ta ngày nào cha say không về quê những khi tôi khi ta bên nhau bao tôi sẽ qua như anh vẫn bên em chỉ một mình em thôi với anh qua đêm dài và dù như em đi qua đời anh mà vẫn rồi thì chuyện tình hai chúng ta dường như không còn chỉ I'm
quay nói chia tay mà. Và cửa sau em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã chào em người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến nay cuộc đời. Cho là em luôn luôn tuyệt vời nhau. Vì em từng biết lắng nghe, biết chịu, biết sẻ chia. Anh biết em cả đời nay anh không gặp. Thank you.
năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình anh, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta. Mom.